Xin chào các bạn đã quay trở lại với săn sale và đánh giá. Mình vừa chơi game cho các bạn ạ. Và tựa game mình chơi đó là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến và PUBG Mobile. Mình không ngờ với OnePlus A3 Pro như thế này, tối ưu game nó lại kém như thế các bạn ạ. Mặc dù con chip đây, chip rất là mạnh là Snap 8 Gen 3 các bạn nhá. AnTuTu thì nó rơi vào khoảng đâu đó là 2.069.000 điểm. Và mình đã update lên cái phiên bản mới nhất rồi. Các bạn có thể xem lại một chút về thông tin của OnePlus A3 Pro trước khi mà mình nói về trải nghiệm chơi game nhá. Đây, đang chạy sẵn cái giao diện CoreOS 14.1 này. Về cái số phiên bản dựng của nó đây. Đây là cái số phiên bản mới nhất nha. Và phiên bản mình có đây là phiên bản RAM 16GB luôn, bộ nhớ trong là 512. Cơ bản thì OnePlus A3 Pro thì mình thấy là nó cũng gọi là cái điểm ấn tượng ấy nhất của mình đó là về cái dung lượng pin của nó lên đến 6100mAh trong đồng tiền thì nó con này rất trâu các bạn nha. Thôi, chúng ta quay trở lại về cái mặt trải nghiệm gaming này. Mình có test hai cái tựa game rồi, đó là PUBG Mobile và Tốc Chiến này. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok, Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Cùng quay trở lại với hai tựa game mình test trong ngày hôm nay, đó là PUBG Mobile và Tốc Chiến. Đầu tiên với PUBG Mobile này, mình có để setting là 120fps rồi, mượt và 120 nhá. Nhưng hiện tại FPS trung bình nó chỉ được tầm khoảng 84.8 FPS thôi. Bởi vì sao? Đây, nó chỉ được 90 FPS các bạn ạ. Thậm chí nhá, cái khu vực tầm khoảng phút thứ 16 trở đi, khi mà máy gọi là cũng khá là nóng rồi, thì nó bị drop xuống tầm khoảng 60 FPS. Và về cái nhiệt độ máy nó đo được nhá, tầm khoảng 45 độ C. Thực tế sau tầm khoảng một trận mình chơi khoảng 30 phút ấy, thì nhiệt độ nó tăng lên tầm khoảng 43.5 độ C các bạn ạ. Và về phần trăm pin trong khoảng 30 phút thì nó sẽ mất tầm khoảng 8%, tức là từ 95% nó giảm xuống còn 87% pin. Và nó sẽ ăn tầm khoảng đâu đó là 1.78W điện trung bình nha. Tất nhiên max ở đây cũng chỉ là 90 FPS thôi. Các bạn có thể xem thêm một chút về cái biểu đồ thông số thêm về cái tựa game PUBG mình chơi như thế này. Nói chung đấy, tối ưu vẫn chưa thực sự quá ngon. Và ngay sau khi mình chơi PUBG xong thì mình có chuyển sang cái tựa game tiếp theo, đó là Tốc Chiến. Tốc Chiến mình chơi trong tầm khoảng 18 phút ấy, thì nó mất khoảng đâu đó là 6% pin. Và nhiệt độ mình chuyển từ PUBG sang luôn nhá, chứ không có để máy mát mà chơi đâu, thì nó ở mức tầm khoảng 39 độ C, gần 39 độ C các bạn ạ. FPS trung bình đây, mình có để 120 nhưng thực tế nó chỉ được tầm khoảng 118.8 FPS thôi. Những cái khu vực mà mình có combat nhiều ấy thì nó có drop xuống tầm khoảng 117 và 118 các bạn ạ. Đây là mình có chuyển sang cái chế độ là 2 frame rate rồi. Đây, mình sẽ cho anh em xem nhá. Anh em đợi xíu. Đây, mình có vừa nãy là mình có bật cái chế độ sang đây là 2 frame rate, nhưng mà cái cải thiện để ổn định khung hình các thứ nó không thực sự là quá ngon các bạn ạ. Đấy, nói chung là với gaming ở trên OnePlus A3 Pro tính đến thời hiện tại, kể cả game vừa những cái game tầm trung hay là game nặng kiểu Genshin ý, thì OnePlus A3V nó đang cho trải nghiệm trong tầm tiền thực sự là không quá ngon nha. Thì các bạn cảm thấy như thế nào về OnePlus A3 Pro? Đừng quên để lại comment bên dưới. Tất nhiên là về những cái giá trị OnePlus A3 Pro thì nó sẽ có một vài điểm. Ví dụ pin trâu này, ví dụ chúng ta sẽ có một sản phẩm màn cong, chất lượng hiển thị cũng khá là tốt. Rồi là về thiết kế trên OnePlus A3 Pro với cái mặt lưng giả da màu xanh như thế này thì cũng khá là đẹp. Nó sẽ không theo kiểu phẳng nha, mà nó sẽ hơi hơi sần sùi nhẹ nhẹ một xíu nhìn như này thì mình cũng khá là thích nhá. Còn lại có thêm cái cần gạt đặc trưng của OnePlus rồi. Thì các bạn cảm thấy sao? Đừng quên để lại comment dưới nhá. Và mức giá tham khảo OnePlus A3 Pro mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận riêng để bạn nào quan tâm. Nhớ các bạn check giá ngoài OnePlus ra thì xuống mình có cả Xiaomi, có cả Realme, rất nhiều máy các bạn nha. Tham khảo đường link ở phần mô tả và bình luận riêng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.